hôm nay buổi tối thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2018, anh Nguyễn được đón bác Hộp ở chợ Đường Cái Hưng Yên xuống xếp 200 bằng số liền cho sự kiện. Một là chiếc CBL, hai là chiếc 725, một quả súp thì bác em mua một chiếc vàng Siso OS50 và một chiếc vàng AMV ở một đơn vị khác. Nhưng mà không thể hát được. Hôm kia này có rất nhiều anh tài phải làm con số. Bác mua đâu anh biết, tức là không hát được. Hai chiếc vàng này đánh bật bác mất gần ngày này mới đọc qua này. Quá khó, chiếc này quá khó. Đấy, sau đây chính là bác Hồ ở chợ Đường Cái Hưng Yên với khúc đáp mộng đình.